Thấy lậu xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel Mèm Pèo. Hôm nay tôi tìm được cái map có tên là Khối Nước Tim. Cái này chắc lại dịch từ Google dịch các bạn ạ. Bởi vì đợt trước mình có chơi cái map hình như là lặn độ gì này đó. Mình có chơi cái map này rồi sao bạn ạ? Hay là map này ta hay là lặn độ phân đoạn này. Nói chung là mình đã từng chơi một cái map của bạn này rồi. Thì ngày hôm nay mình thấy bạn này làm cũng khá là nhiều map dropper á. Đó, hôm trước mình có thử thách là rơi tự do từ độ cao 1000m xuống á. Đó, hình như là cái map này này. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta chơi thử cái map có tên là Khối Nước Tim, chắc cũng là một cái map rơi từ độ cao 1000m xuống bạn ạ. Để coi thử xem là ghi là siêu khó, không biết là khó như nào bạn ơi. Có 80.000 người tải kìa. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ phép bận. Rồi thôi bạn ơi, chiến liền bạn ơi. Xem nào, em mà siêu khó là chơi nhà bạn ơi. Ui, vừa vào nhìn cũng khó bạn ạ. Cái này chắc là toàn tiếng tự dịch, tôi chả hiểu gì bạn ạ. Đọc cái này không hiểu gì lắm bạn ơi. Ok nhá, chắc là chúng ta cứ nhảy xuống thôi bạn ạ. Hình như là cái level đầu tiên mình nhớ không nhầm là cái gì ấy. Ủa sao toàn tiếng chung chả hiểu gì bạn ạ. Thì bấm bên nào ta? Bấm bên này. Máu cộng lên. Ủa thế nào? Máu tăng lên, bây giờ máu tăng lên kìa, 134, 134 kìa này. Máu của mình đang tăng lên theo từng giây một này, mỗi giây tăng lên một máu bạn ơi. Chưa hiểu lắm bạn ạ. Làm sao tôi lại xài cái skin của mèo ta? Đang xài skin mèo béo đẹp à ta? Ok kệ đi, cứ nhảy thử xem như nào bạn ơi. Đó. Đây đúng không? Ủa ơi, ôi. Hôm nay vào đầu cũng không khó lắm bạn ạ. Nhìn khá là ảo nè. Đó, trông có vẻ khá là ỏa. Mắt này hình như mình thấy là trọng lực có vẻ là mượt hơn nè. Nó cũng không để bước khó lắm đâu bạn ạ. Này hình như là trọng lực 0.7 hay 0.8 á. Cũng đâu khó lắm đâu. Nó không xài xin đi nha. Gì đây? Hồi đọc mấy này chả hiểu gì bạn ạ. Toàn ngu rồi cơ. Nhảy đến cùng gì mà FF00FF này. Xong rồi chủ nhà bỗi dây cộng một máu bạn ạ. Mình cũng chả hiểu lắm bạn ơi. Thôi kệ đi, chúng ta cứ nhảy thôi bạn ơi. Ủa ơi, Nè. Ây da. Ui dồi ôi, khó lắm bạn ơi. Ai bảo là dễ đâu. Ok, né liền bạn ơi. Từ từ nha. Ôi, mắt này không có tâm chuẩn à. Tôi phải để con chuột bạn ơi. Để con chuột lên. Đó, mình hiện con chuột lên này. Đó. Do bác này không có tâm chuẩn nên mình phải để hiện chuột nha. Để căn góc cho nó dễ chơi. Nhìn căng đấy bạn ơi. Đi vào cửa này đúng không? Rồi thì lên hai lên vào đầu mình thấy cũng khá bình thường. Này do mình chưa tắt Cindy à? Ôi giời ơi, hóa ra là chưa tắt Cindy bạn ạ. À. Bảo sao tự nhiên nảy sao cảm giác lại dễ. Nó còn dễ hơn cả cái map lần trước mình chơi bạn ạ. À. Hóa ra là chưa tắt Cindy, bảo sao nhảy sao tự nhiên như kiểu trọng lực 0.8 hay 0.7 bạn ơi. Ôi giời ơi, rồi. Mặc dù là map cấm Cindy nha, nhưng mà các bạn xài Cindy thì cảm giác rơi sẽ chậm hơn bạn ạ. À. Đó. Tiếp bạn ơi. Đó. Ôi. Đấy, nó phải nhanh như này bạn ơi. Ôi. Ôi dồi ôi, suýt thì được bạn ơi. Suýt thì được rồi bạn ạ. Đây đó. Bạn ơi, giờ chính giữa luôn nha. Khó lắm, nhìn khoai đấy. Ui, lệch đúng nửa ô kìa. Căng vậy men. Bình tĩnh, đây này. Có cái ô chính giữa bên đây mình thấy rồi nha. Ui, đúng giữa luôn. Sổ IQ vô cực bên này. Mình đã thấy có ô ở giữa rồi đấy. Không xài xin đi thì tôi vẫn qua được thôi. Làm gì sao mà đánh bại được mẹ Bell. Không làm khó được mẹ Bell. Ui, gáy. Mình hơi bị gáy bên đây. Ui, nhìn căng vậy. Gáy nha. Ấy, nó dễ, ủa dễ mà ta. Nó chính ra cũng không khó bạn ạ. Nó còn dễ hơn cả level trước ạ. Ha, nhìn không khó lắm đâu. Để coi nào. Map này tính ra mình thấy là chưa khó thôi. Tốt nhất không nên nói là không khó mà nó gọi là chưa khó bạn ạ. Có khi nhiều khi là lát nữa mình khó bạn ơi. Bây giờ chưa khó mà lát nữa nó khó bạn ạ. Đó. Thấy chưa? Nó chỉ là chưa khó thôi bạn ơi. Bây giờ mới là khó này. Đây. Lách qua lách này. Lách này. Ui rồi. Càng đấy. Lách bên này. Chính giữa. Đây. Ok. Rồi, cũng bình thường thôi. Bấy phát đầu nháp để test đường các bạn ạ.
Chứ tôi qua đường bà. Gì đây? Level vàng là con ong à? Ờ, level này giống con ong bạn ơi, màu đen vàng này, giống y hệt con ong bạn ơi. Gì dễ, ui, vừa gáy xong dễ thế, rớt luôn. Lần nào cũng vậy bạn ạ, không nên gáy nha. Gáy sớm là kiểu gì cũng rớt bạn ạ. Đâu, chính giữa luôn. Đó, để chuột lên nha, mở chuột lên. Đó, hiện cái tâm ở giữa. Do mắt này tắt tâm chuẩn rồi bạn ơi, cho nên là mình không thể là mình nhìn được cái tâm ở giữa. Level kim cương, wow. Ôi, uom thế này. May mà cái này không phải laser bạn ạ. Chứ cái này mình kiểu như chạm vào laser mà chết luôn á. Mình nghĩ gọi là siêu khó luôn bạn ơi. Cũng may là mấy cái này chạm vào không chết. Nó kiểu như mấy cái bài ca chiếc g không. Chỉ cần chạm vào cái đường dây xe lửa này đó, như kiểu laser á, chạm vào chết luôn á. Thì mình phải nói thật luôn, cái mắt này còn siêu siêu khó. Nhưng mà do mắt này chắc không có chiếc g cho nên không lo bạn ạ. Không sợ bạn ơi. Chạm vào này không chết thì không lo. Rồi, tiếp theo. Ui, là mà nhìn ảo vậy ta. Ây, mình ngược hướng. Ây da, bị ngược hướng bạn ơi. Không sao, ngược hướng thì người ngược hướng thì tôi vẫn qua được thôi. Tưởng cái gì bạn ạ. Không làm khó mèm béo đâu. Chấp cả ngược hướng luôn bạn ơi. Tiếp nào, game hơi dễ. Gáy luôn bạn ơi. Tôi tự tin tôi gáy luôn bạn ạ. Ủa tí chết kìa. Sợ thế, ôi lại ngược hướng. Vừa bảo gáy xong nó cho ngược hướng bạn ạ. Tưởng là ngược từ đầu cơ. Ai ngờ nhảy gần cuối em mới ngược bạn ơi. Cay thế nhở. À, ngược hướng à. Nhưng mà quá chậm rồi. Ê, tôi nhảy xong rồi nha. Tưởng như nào chứ. Thường bạn ạ, cũng thường thôi. Tiếp. Level màu đỏ. Đỏ với cả vàng à. Tôi nhìn cái màu này tôi tưởng tượng đến ngày Tết bạn ạ. Sắp Tết rồi đấy. Tầm khoảng 4 tháng nữa là Tết bạn ạ. Nhảy nhở. Đã sắp hết năm bạn ơi. Ôi gì mình đây. Ê, không nhìn gì cả. What? Ủa, cái level này nhảy vào đâu đấy? Tôi chưa hiểu gì hết nha. Ủa? Thì khoan bạn ơi. À, ô nước bên này nè. Từ em, căn chuẩn. Chuẩn liền, nó lệch được. Lệch làm sao bạn ơi? Tôi mở con chuột lên rồi, không thể nằm lệch được. Level sô-cô-la với cả kẹo bạn ơi. À, chà, kẹo với cả sô-cô-la bạn ơi. Ô. Nên chọn ô nào nhở? Ở đây 4 ô à? Chắc là chỉ có 1 ô đúng không? Này căng quá nhở. Không biết ô nào ô đúng bạn ạ. Ui dồi ôi. Nhảy kiểu gì nhảy đúng giữa bạn ơi, khó thế. Có 9 ô. Thì mình nhảy đúng vào ô ở giữa bạn ạ. Sợ thằng bạn ơi, tỷ lệ thấp như thế mà cũng nhảy được. Ôi chết rồi. Thôi xong bạn ơi. Quên không lưu hồi sinh bạn ơi. Toàn bên tôi rồi. Chết tôi bạn ơi, quên không lưu hồi sinh rồi sao giờ. Ui dạ. Quên không lưu hồi sinh bên này, bên này đúng không? Họ đi bộ. Ô, cái map này chính ra bạn đi bộ xuống rồi nè. Ảo nhỉ. Hey, đi bộ này bạn ơi. Ơi ảo không, vi diệu không? Ô nước ở đâu nhỉ? Ô nước chỗ nào ta? Hình như ô nước trong này bạn ơi. Bám tường đi bạn ơi. Ờ. Để không được chúng ta bám tường. Ui sợ. Ok nha, nhớ lưu hồi sinh bạn ơi. Nãy quên không lưu hồi sinh bạn ạ. Nhưng mà cái chỗ kia tôi không hiểu lắm nha, có 4 ô khác nhau à? Mình ô này trước nha. Nói xem nào. Ê, bị ngược hướng. Ơi. Ô chôn à? Không biết là ô chôn hay do mình nhảy trượt ta. Không biết bạn lại bị ngược hướng. Thành ra hơi khó điều chỉnh. Ui. Không biết là ô chôn hay là do mình nhảy trượt. Tôi cũng không hoang mang này. Mình chưa hiểu này lắm bạn ạ. Không biết là như nào nữa. À. Không chôn thì như là. À. Ờ, ô nước nào cũng ôi, thậm chí nhảy ở giữa được nè. Trời ơi. Ok bạn ơi. Rồi lag thêm. Tiếp nhảy đây hơi lag nha. Rồi tiếp tục bạn ơi. Bấy level này nhìn nó hơi ảo một tí. Tiếp. Level bởi titan với vàng à. Ôi. Mình nhìn ảo với ta. Ôi không biết nhảy đâu đây. Ôi. Nhảy cái gì đấy. Ôi. Zigzag à.
level này như ảo vậy? À, đi kiểu này. Ủa, cũng may là do mình có nhiều máu và đại mình có 650 máu kìa. Cứ mỗi một giây là cộng thêm một máu, thật ra mình không chết đấy. Chứ nếu không bắt này hơi bị khó nha. What? Nhìn mình ghê ra. Ui, ui. Bạn nhìn này. Nhìn trông ảo ma ca đao. Nhìn này. Ui dồi ôi. Trông sợ chưa, ở bánh quá không chết mà này. Còn lại nha, lại nha, lại nha. Nhìn nó vi diệu thực sự bản ạ, khiếp thật. Nhìn mấy cành cây này nhìn trông ngắt đấy. Ui, ui, ui. Né. Ý, khó đấy. Cái level này thật ra chúng ta phải đi bộ xuống được nha. Nhưng mà thôi, chơi vậy là không hay bạn ạ, mình phải qua luôn chứ. Không có tâm chuẩn khó khó chơi ấy nhỉ. Đây, đây, được rồi. Đó, không có tâm chuẩn phải mở chuột lên là có tâm chuẩn đấy bạn ơi. Rồi, vẫn qua được nha. Tiếp tục, ui. Cô vòng trái tim. Gì đấy? Ui, nhìn ảo nhờ. Ui, nhìn trông khá là đẹp mắt bạn ạ, nhìn này. Ui, nhìn trông không? Thấy không nè, ui, khá đẹp mắt luôn ạ. Được đấy, nhìn hợp lý phết bạn ạ. Ui, ăn sao à? Wow, ui, nhìn ảo tên đờ. Ui, cái map này nhìn trông đẹp thực sự bạn ạ. Nhìn hay đấy, ok, chắc là tôi xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có kiến góp gì muốn mấy béo nào dùi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.